Ngày hôm nay xem thấy trong người mệt mỏi quá. Cái bụng của em cứ đau từng cơn à. Bác sĩ nói khi nào em sanh? Hết tuần này em mới sanh mà. Mà từ sáng tới giờ em cứ mắc tiểu hoài. Đau có nhiều không? Không được chị ơi, giờ em đau quá. Ây da. Trời, có sao không em? Đau quá, chắc em sắp sanh rồi. Chị lấy giùm em cái giỏ trong tủ em chuẩn bị sẵn rồi nghe. Nhanh lên chị. Trời, sao em nói từ sao mới sanh mà? Trời ơi, em không có biết nữa. Chị ơi, nhanh nhanh đi. Chị ơi, chị ra chị kêu chú Tư giùm em đi. Chú Tư ơi, chú Tư. Chú Tư ơi, chú Tư. Đau quá chị ơi, đau quá. Mộng ơi, em có sao không Mộng? Đau quá chị ơi. Chú Tư ơi, bà Sáu ơi. Đau quá chị ơi. Gì vậy hả? Phụ con tay đi. Trời, con Mộng sắp sanh rồi. Hả? Sao đây, sao đây? Con bị sao vậy hả? Con Mộng bị sao vậy? Con Mộng nó sắp sanh rồi. Chú Tư, phụ con tay đi. Sắp sanh rồi. Dạ. Trời ơi, chuyện quan trọng gì sao lo trước? Vô bệnh viện trước phải yên ổn không? Trời ơi, bây giờ chở nó đi giữa đường rồi sao? Nó rẽ giữa đường rồi sao? Trời trời, mở miệng ra nói cái gì đâu không à. Đi ra kêu taxi để tôi đỡ nó cho. Sao? Giờ tôi đi kêu taxi phải không? Rồi tôi đi. Bây giờ tôi ra kêu xe taxi liền phải không? Xe đạp được không? Rồi tôi đi liền nè. Ơi, ổng rối lên kìa. Đi con. Đi. Đi con, lấy cái giỏ đi. Ở nhà bà Sáu nhớ coi nhà giùm con nha. Rồi yên tâm, dẫn nó đi tao coi cho mà. Chị hai con em đâu rồi chị hai? Ủa em dậy rồi đó hả? Con em đâu? Con em nằm ở phòng hồi sức á. Do em sinh sớm quá nên em bé còn yếu lắm. Vậy con em có sao không chị? Em yên tâm đi, con em không sao đâu. Con em là một đứa bé bụ bẩm lắm đó. Chị, hay chị dẫn em vô thăm con được không? Thôi, em còn yếu lắm, em nằm nghỉ đi. Bác sĩ dặn em như vậy đó. Em muốn thăm con quá. Cô cứ nằm nghỉ đi cho khỏe. Con cô đã có người chăm sóc rồi. Không sao đâu, cô cứ yên tâm. Con em có sao không bác sĩ? Cô yên tâm đi, con cô rất là khỏe. Cô nằm xuống đi, để tôi đo huyết áp cho cô. Phạm Nhân Tâm. Dạ. Dạ có tôi, ra nghe điện thoại. Dạ, thưa cán bộ, người nhà của anh gọi đến. Dạ, cảm ơn cán bộ. Alo em hả? Em đã sanh chưa? Em khỏe không? Con trai hay con gái vậy? Chị Hai nè. Chị Hai, sao lại là chị Hai? Vợ em đâu? Sao không gọi điện cho em? Tại vì em nói vừa mới sanh xong, sức khỏe còn yếu lắm nên chưa có điện thoại cho em được. Giờ em sanh rồi hả chị? Con trai phải không chị? Nó khỏe không chị? Con trai, nó giống em lắm đó. Giống nhất là cái miệng với đôi mắt đó. Hai mẹ con nó khỏe hết hả chị? Hai mẹ con nó vẫn mạnh khỏe. Mẹ tròn con vuông mà. Em mừng lắm chị ơi. Mà em định đặt tên cho con là tên gì chưa? Dù là trai hay là gái đều đặt tên là Thiện hết. Nếu là gái thì đặt tên là Kim Thiện. Còn nếu là con trai thì gọi là Chí Thiện. Em muốn những suy nghĩ đầu tiên của nó phải là điều thiện. Em không muốn con em sau này nó phải lăn vào vết xe đổ của em. Được như vậy thì tốt. Cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên trở thành người tốt, giúp ích cho xã hội. Mộng nè, em đặt tên cho em bé chưa? Rồi chị. Rồi. Lúc nào vậy? Sao chị không biết? Mà em đặt tên con là gì? Trường Hận. Trường Hận. Sao em đặt tên con là Trường Hận? Cuộc đời của em á quá nhiều bạc bẽo lắm rồi. Chồng á thì bị tù tội, con á thì không có sữa để bú, mẹ thì không nuôi nổi con mình. Em thù hận cuộc đời này lắm. Không đặt nó là hận á thì còn đặt nó là gì nữa chị? Em có thù hận cuộc đời này đến tận xương tủy thì em cũng không có quyền đặt tên con là hận. Chẳng lẽ em hận con em suốt cuộc đời này hay sao? Con em, em có quyền đặt tên nó như thế nào là tùy em. Chị không có quyền cấm em. Chị không cấm em. Nhưng mà chị không bằng lòng cách đặt tên của em như vậy. Thôi, tùy chị. Chị muốn đặt tên nó là cái gì thì đặt. Đây không phải là ý của chị, mà là theo ý của ba nó. Ba nó? Chị muốn nói tới anh Tâm đó hả? Phải. Thằng Tâm, nó muốn đặt tên con là Chí Thiện. Chị muốn đặt tên nó là gì thì đặt, em mệt lắm rồi. À, mà chút nữa chị đi chợ á, chị mua giùm cho em ít tà lót đi. Tà lót dùng hết rồi.